Xin chào các anh chị và các bạn. Để mà xây dựng được hệ thống bán hàng online rất là tốt và có thể bán được và bền vững thì điều đầu tiên, một trong những điều rất là quan trọng đấy là các anh chị phải biết xây dựng cái hình ảnh của doanh nghiệp, của thương hiệu và đặc biệt là của người đứng đầu, của CEO hoặc là của boss hoặc là của cái lãnh đạo của cái thương hiệu đó. Dù người đó có thể là dạng cá nhân hay dạng doanh nghiệp, dạng đội nhóm thì chúng ta thấy rằng là người đứng đầu cũng luôn luôn quan trọng. Rất là quan trọng, nó truyền cảm hứng cho người khác, nó tạo lòng tin cho người khác, nó dẫn dắt người khác đi theo chúng ta, đúng không? Thì bài học này thì tôi hướng dẫn các anh chị xây dựng cái hình ảnh uy tín thương hiệu của doanh nghiệp và đặc biệt là của cá nhân cái người lãnh đạo đó, cái người mà đứng đầu, cái người mà có ý tưởng là phát triển cho cái hệ thống này, hoặc là những người mà làm trong lĩnh vực làm đẹp, làm trong lĩnh vực spa hoặc là làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các bạn có thể sử dụng cái phương pháp này. Thì cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân nó rất là quan trọng. Một cái hệ thống bán hàng theo mô hình hệ thống đại lý online thì rất là quan trọng đến hình ảnh và uy tín thương hiệu của sản phẩm và doanh nghiệp đó. Bởi vì là cái sản phẩm và uy tín của thương hiệu và doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp đó mà có tốt thì người ta mới tin tưởng, người ta mới đi theo, người ta mới mua hàng. Và người ta mới nói với nhau là tôi bán cái sản phẩm này của anh Phan Anh ấy, tôi bán cái sản phẩm này là của chị A, anh B đấy. Thì tôi biết anh Phan Anh, tôi biết chị A, tôi biết chị B. Đây là một người rất là uy tín thì họ sẽ rất là tốt, đúng không? Họ sẽ nhìn vào cái hình mẫu của sự thành công này và để phấn đấu và để phát triển theo, họ cũng sẽ giới thiệu cho chúng ta thêm những khách hàng mới, đúng không ạ? Và vì thế chúng ta nên tham gia vào các đội nhóm như tôi đã nói trong các cái bài học về cách thức phát triển đội nhóm cũng như là cách thức phát triển hệ thống đấy. Một người lãnh đạo mà thành công không nhất thiết là phải giỏi giang tất cả mọi thứ, mà chỉ cần là có cái chính sách tốt, đúng không ạ? Tìm kiếm sản phẩm tốt, có kỹ năng đào tạo tốt, có khả năng truyền cảm hứng và đặc biệt là phải giữ uy tín, đúng không? Nói ra là phải giữ lời, kể cả thua thiệt cũng phải giữ lời, chứ không phải là chỉ lúc nào cũng chỉ tìm cho mình những cái lợi ích riêng và mình bỏ qua những cái lợi ích cá nhân khác, đúng không? Và chúng ta có thể là gì ạ? Đảm bảo được cái quá trình kết nối giữa boss với lại các cái nhân viên, và chúng ta càng ngày phải học tập các cái kỹ năng cũng như kinh nghiệm về bán hàng, về quảng cáo, về phát triển hệ thống. Đó, thì đấy là cái cách mà chúng ta thành công. Đặc biệt là nếu mà các bạn có chuyên môn nữa, chuyên môn sâu về chẳng hạn như là về làm đẹp hay về chăm sóc sức khỏe hay về y tế, hay là thậm chí bạn là bác sĩ hoặc là bạn là dược sĩ cũng là một cái lợi thế rất là lớn. Tiếp theo là chúng ta phải thường xuyên xây dựng cái hình ảnh và thương hiệu cá nhân gắn với sản phẩm của doanh nghiệp, gắn với thương hiệu của doanh nghiệp, gắn với những khách hàng của chúng ta, đúng không? Vậy chúng ta hỗ trợ khách hàng, chúng ta gặp gỡ khách hàng, chúng ta tổ chức các chương trình hội thảo, đúng không? Đại lý của chúng ta đã thành công ra sao, bạn đã hướng dẫn đại lý như thế nào, bạn đã học tập như thế nào, trải nghiệm của khách hàng như thế nào, bạn đã tư vấn cho khách hàng và đại lý ra sao, cách bạn suy nghĩ về cuộc sống, cách bạn suy nghĩ về cách kinh doanh, cách bạn suy nghĩ về chuyện tình yêu, hôn nhân, giới tính, gia đình, con cái, vân vân. Bạn thể hiện tất cả các quan điểm đó xoay quanh khách hàng, xoay quanh đại lý, xoay quanh sản phẩm, thì nó sẽ thể hiện con người bạn và nó sẽ thu hút, và họ có thể thích cái quan điểm của bạn thì họ sẽ càng ngày càng yêu bạn và biết đến bạn nhiều hơn, đúng không? Bạn cũng cần phải đầu tư một cách nghiêm túc về mặt hình ảnh, sao trông cho nó ổn, trông cho nó chuyên nghiệp đấy. Thí dụ như là mình xuất hiện với những cái hình ảnh, những chiếc váy đầm rực rỡ, những cái chuyến đi du lịch rất là sang trọng, gặp gỡ những người nổi tiếng khác, những người có giới chuyên môn khác, rồi thì những cái câu chuyện bạn chia sẻ càng đầy đủ càng tốt, càng rõ ràng càng tốt. Nhớ rằng là không thể hiện những cái hình ảnh bừa bãi, không thể hiện những hình ảnh thiếu chuyên nghiệp, hoặc là những cái hình ảnh mà quá là xấu, đúng không ạ? Quá là nhố nhăng. Bởi vì chúng ta, tất cả những thông điệp chúng ta đăng lên Facebook, đăng lên Zalo, đăng lên website đều trả lời cho câu hỏi là bạn là ai, bạn muốn gì, bạn muốn người khác nghĩ gì về mình, thì liên tục hãy làm điều đó, được chưa ạ? Và bạn cũng cần phải xây dựng một cái hệ sinh thái thương hiệu kèm theo cái Facebook cá nhân của mình, như là website cá nhân, ví dụ như vậy, hoặc website công ty, đúng không ạ? Hoặc là Instagram, hoặc là YouTube, hoặc là Facebook, hoặc là fanpage. Đấy, tất cả những cái nền tảng đấy thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn trong một số các video bài học khác nữa, để các bạn có thể thể hiện tất cả những nội dung, bài viết, hình ảnh, quan điểm sống của mình lên trên đấy. Rồi bạn cũng cần phải có KPI đo lường về cái cách thức bạn chia sẻ, ví dụ như lượng bạn bè phải tăng như thế nào, lượng theo dõi phải tăng ra sao, lượt truy cập web phải tăng ra sao, lượt xem video phải tăng ra sao, đúng không? Số lượng bao nhiêu bài, bao nhiêu vở,
chuyển đổi được thành đại lý bao nhiêu người mua hàng, doanh số, vân vân, mức độ nổi tiếng của mình đến đâu đấy. Hãy thử tưởng tượng rằng là Facebook cá nhân, fanpage, Instagram, YouTube của bạn có hàng chục ngàn lượt theo dõi, có hàng trăm ngàn lượt xem, có hàng triệu lượt view, thì điều đấy cũng rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là họ lại có cái nhìn rất là thiện cảm, rất là tích cực về bạn, vì bạn là một người rất là chuyên nghiệp, bạn là người rất là tận tâm, bạn rất là thông minh này khác. Thì như vậy tôi nghĩ rằng là việc bán hàng, việc tuyển dụng đại lý, việc hỗ trợ đại lý bán hàng và tìm kiếm các khách hàng nhỏ lẻ nữa cũng rất là dễ. Và khi bạn tìm kiếm được khách hàng nhỏ lẻ rồi thì bạn phải đẩy khách đấy xuống cho đại lý của mình, đúng không? Liên tục pattern, rồi thì dùng các cái phương pháp là tôi có 3 khách hàng ở một cái địa phương này rồi, nếu mà ai lên đại lý thì tôi sẽ trao cho bạn 3 cái khách hàng này. Thì đấy cũng là một cái phương thức rất là tốt để các bạn có thể làm cho cái quá trình kinh doanh của mình. Vâng, hãy nhớ rằng là xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, cho doanh nghiệp, cho cá nhân là rất quan trọng. Đặc biệt là cả 3 cái yếu tố này là nên hòa quyện vào nhau một cách khéo léo, đúng không? Mình là một người phụ nữ thành đạt, mình là một người phụ nữ độc lập, mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, hay là mình là một cái CEO nam giới rất là hiểu biết, rất là chuyên nghiệp, rất là tận tâm. Và chính vì thế chúng ta sẽ thu hút được lượng bạn bè. Và tất cả những điều đấy chúng ta thể hiện thông qua các cái nền tảng mạng xã hội. Và cái nền tảng mạng xã hội này lại phải thông qua content. Và content viết như thế nào, đăng hình ảnh ra sao, video như nào, thì các bạn hãy suy nghĩ về câu trả lời là bạn muốn gì, bạn muốn người khác nghĩ gì về mình, bạn muốn bán hàng bao nhiêu, bạn có mức độ điên và mức độ sáng tạo như thế nào. Thì tôi cũng sẽ có một cái khóa học content marketing cho các bạn, một khóa học chuyên sâu chỉ nói về content thôi. Các bạn có thể tham gia học thêm cái chương trình đó để các bạn hỗ trợ cho việc bán hàng trên Facebook, viết bài trên website và làm thương hiệu cho mình tốt hơn nhá. Video bài học này cũng như là khóa học này chỉ hướng dẫn một cái xuyên suốt, đấy là gì? Phát triển hệ thống bán hàng trực tuyến, phát triển hệ thống đại lý. Vậy để phát triển được hệ thống đấy nó cần yếu tố gì? Thì tôi bắt đầu tôi liệt kê ra và nó thành cái bài học như này. Vâng, xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì xin vui lòng liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi ở địa chỉ email phananhonline@gmail.com, facebook.com/phananhonline. Xin được trân trọng và xin chúc các anh chị thành công. Bye bye.